nơi sâu nhất trên trái đất mà loài người từng biết đến là rãnh Mariana, nằm ở phía tây Thái Bình Dương với độ sâu khoảng 11.000 mét. Người ta luôn hồ nghi về một loài thủy quái nằm sâu dưới khu vực này, như cách mà những bộ phim Hollywood vẫn đề cập. Chẳng hạn như Megalodon, loài cá mập từng thống trị các đại dương trên trái đất. Mặc dù đã biến mất khỏi danh sách động vật từ hàng triệu năm trước, loài cá mập khổng lồ này, theo lời đồn, vẫn còn sống ở rãnh Mariana. Đó không phải là giả thuyết duy nhất mà người ta nghĩ đến khi nhắc về những loài vật thời tiền sử. Nếu bạn từng xem bộ phim Jurassic World 2, hẳn bạn sẽ biết đến vùng đất mà các loài khủng long cư ngụ ở phần kết, một vùng đất mà con người không thể bén mảng tới. Đó là không gian dành riêng cho loài T-Rex, khủng long bạo chúa, Mosasaurus, thần lằn sông Muse, thủy quái khổng lồ, Deinocetus, ngoài khủng long ăn thịt. Điều này có thể xảy ra ở thế giới thực hay không? Các nhà khoa học đã có nhiều phát hiện về những vết tích còn sót lại của các loài vật này, nhưng nếu chúng còn tồn tại đến hiện nay, thì con người sẽ xoay sở ra sao? Liệu có một khoảng trời xa xôi nào đó trên hành tinh này, nơi các loài vật mà chúng ta yên tâm rằng đã tuyệt chủng vẫn còn đang sống và phát triển mạnh mẽ hay không? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, được xuất bản vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Trái đất đã trải qua hàng tỷ năm hình thành và phát triển. Trong khoảng thời gian đó, vô số loài động vật đã xuất hiện và tiến hóa. Một số sinh vật mặc dù đã tuyệt chủng nhưng vẫn được con người nhắc đến như những con ác mộng thời tiền sử. Từ kỷ tam điệp, nghĩa là khoảng 200 đến 250 triệu năm trước, các loài Tyrannosaurus, một chi khủng long chân thú lớn, đã tồn tại hàng trăm triệu năm trước khi T-Rex xuất hiện. Nhưng những con khủng long này rất nhỏ bé so với các loài vật săn mồi khổng lồ khác vào thời điểm đó. Tyrannosaurus Rex được biết đến nhiều hơn với cái tên gọi T-Rex, là một trong những kẻ săn mồi hung dữ nhất mọi thời đại. Tên của nó xuất hiện từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là vua thần lằn bạo chúa. Vị vua này đã từng cai trị khu vực mà ngày nay gọi là Bắc Mỹ và châu Á khoảng 68 triệu năm trước trong kỷ phấn trắng. Cùng thời đại với T-Rex, vua ăn thịt của bầu trời là quên gian Quatlus đã xuất hiện. Chúng là những sinh vật bay lớn nhất trái đất. Chiều rộng sải cánh của chúng lên đến hơn 10 mét so với động vật bay còn sống hiện nay là chim hải âu. Quetzalcoatlus có sải cánh và trọng lượng gần bằng một chiếc máy bay siêu nhẹ. Cũng trong thời kỳ này, tồn tại một loài săn mồi đáng sợ nhất đại dương là Mosasaurus. Chúng là loài bò sát biển, được cho là có quan hệ họ hàng với rắn và thằn lằn. Chúng có khả năng thích nghi cao và nhiều loài đã tiến hóa để thống trị đại dương trên toàn trái đất. Chúng có kích thước khổng lồ và dài hơn cả khủng long T-Rex. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với Megalodon, loài cá mập săn mồi đáng sợ nhất mọi thời đại. Kích thước của Megalodon dài gấp 3 lần so với kích thước của loài cá mập trắng lớn nhất thế giới từng ghi nhận, đạt chiều dài tối đa lên đến 18 mét. Giống như những loài cá mập khác thì bộ xương của Megalodon được làm nên từ sụn và không bị hóa thạch. Do đó, những gì còn sót lại của Megalodon rất hữu ích trong việc xác định kích thước của chúng, chẳng hạn như những chiếc răng khổng lồ. Các nhà khoa học cho biết Megalodon
đã xuất hiện khoảng 20 triệu năm trước, một thời kỳ phát triển mới của trái đất, nơi đồng cỏ, rừng tảo bẹ và các loài động vật mới đang phát triển mạnh. Với điều kiện thuận lợi, chúng dần lớn hơn, đạt kích thước tối đa ngay trước khi tuyệt chủng vào khoảng 300 triệu năm trước. Theo bài giảng của nhà nghiên cứu cổ sinh vật học Catalina Pimietio tại Đại học Swansea, Anh và cộng sự Jack Cooper trên kênh TEDx, một trong những nguyên nhân khiến Megalodon tuyệt chủng là thiếu nguồn thức ăn. Trước tiên là do nhiệt độ toàn cầu đã bị giảm. Trái đất khi đó đã dần trở nên lạnh hơn, khiến nhiều tảng băng hình thành và mực nước giảm xuống. Điều này đã làm cạn kiệt nguồn sinh vật sống ven biển, đồng nghĩa với phần lớn nguồn tài nguyên biển cũng mất theo. Từ đó, nguồn thức ăn của Megalodon đã không còn nhiều nữa. Trong khi với kích thước khổng lồ như vậy, Megalodon cần một lượng lớn thức ăn để duy trì năng lượng và giữ ấm cơ thể, cũng như thích nghi với khí hậu lạnh dần. Cụ thể, trung bình một con Megalodon ăn khoảng 1.100 kg thức ăn mỗi ngày. Như vậy, cuộc chiến của Megalodon và những kẻ săn mồi khác trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Trong đó, có loài cá mập trắng khổng lồ mới xuất hiện. Nhiệt độ cũng như sự xuất hiện của nhiều loài vật khác đang cạnh tranh giành con mồi. Cuối cùng thì kỷ nguyên của loài cá mập đứng đầu chuỗi thức ăn trong môi trường biển, Megalodon, cũng đi đến hồi kết. Sau sự kiện này, các loài động vật có vú ở biển đã có sự tăng trưởng ngoạn mục về kích cỡ, trong đó có loài cá voi mà chúng ta thấy hiện nay. Vậy đặt lên bàn cân thì T-Rex hay Megalodon sẽ đáng sợ hơn? Theo Science Times, cả hai vị vua này đều có cơ thể khổng lồ và cân nặng đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, kích thước tối đa của Megalodon có thể đạt gấp 2-3 lần trọng lượng của một con T-Rex. Chúng ta cũng không thể bỏ qua tốc độ và sự nhanh nhẹn của chúng. T-Rex có thể chạy với tốc độ lên đến 78 km/h, trong khi tốc độ bơi tối đa của Megalodon chỉ đạt khoảng 17 km/h. Cơ thể nặng nề của loài cá mập đã cản trở sự linh hoạt khi tấn công con mồi của Megalodon. Còn với T-Rex, chiếc đuôi khỏe mạnh đã giúp chúng giữ thăng bằng và thay đổi phương hướng tốt hơn. Do đó, T-Rex ưu thế hơn về tốc độ cũng như sự linh hoạt khi di chuyển. Không nghi ngờ gì khi nhận định Megalodon là kẻ săn mồi giỏi nhất trong thế giới thủy sinh, không chỉ vì kích thước và khối lượng mà còn vì trí thông minh của chúng. Loài cá mập này dường như biết chính xác vị trí các cơ quan trọng yếu và dễ bị tổn thương của con mồi. Và đối thủ của Megalodon, khủng long T-Rex, lại có nhiều công cụ chiến đấu hơn. Giống như Megalodon, T-Rex có lực cắn mạnh nhất trong các loài khủng long và cũng sử dụng những cú tấn công trực diện bằng trọng lượng cơ thể. Mặc dù hình thể của T-Rex không bằng Megalodon, nhưng tốc độ di chuyển của chúng nhanh hơn nhiều và lực tác động lên con mồi cũng mạnh hơn vì thế. Ngoài ra, loài khủng long này còn có thể sử dụng chân và đuôi của chúng để làm vũ khí tấn công. Từ đó, chúng ta thấy rằng T-Rex có phương thức chiến đấu linh hoạt hơn Megalodon. Giả sử hai kẻ săn mồi này gặp nhau và đối đầu với nhau tại vùng nước sâu, thì điều gì sẽ xảy ra? Megalodon chủ yếu sống ở vùng nước sâu, tuy nhiên đôi khi chúng vẫn đi săn ở vùng nước nông gần bãi biển ở khu vực Bắc Mỹ. T-Rex cũng sống và săn mồi ở khu vực Bắc Mỹ này. Ở vùng nước nông, Megalodon sẽ trở nên chậm hơn và T-Rex có thể dễ dàng né tránh những đòn tấn công của cá mập. Tuy nhiên, T-Rex cũng không thể tấn công lại vì kích thước cơ thể của chúng không cho phép chúng lặn dưới nước để truy tìm con mồi. Trong lúc T-Rex từ bỏ và di chuyển đến vùng nước nông hơn, thì đây lại là cơ hội tấn công của Megalodon. Chúng sẽ nhảy lên và cố gắng tấn công T-Rex bằng lực rơi và khối lượng khổng lồ của cơ thể.
sẽ tác động toàn bộ lên khủng long bạo chúa. T-Rex sẽ mất thăng bằng và ngã xuống nước. Như vậy, Megalodon có thể sẽ dễ dàng tấn công và ăn thịt con mồi. Sẽ như thế nào nếu Megalodon chưa tuyệt chủng nhỉ? Megalodon là loài cá mập sinh sản ở vùng nước ấm và đông. Do đó nếu chúng còn sống thì loài người chúng ta sẽ không thể thoải mái ra biển như hiện nay. Cũng như nguồn hải sản khổng lồ sẽ phải san sẻ bớt cho chúng. Một người dùng trên Quora đã nêu lên giả thuyết rằng nếu việc gấu Bắc Cực săn mồi không ngăn cản con người khám phá Bắc Cực thì sự hiện diện của một con cá mập dài 15 mét cũng sẽ không thể ngăn cản chúng ta rong buồm đến những vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới. Tuy nhiên, đó có thể là một cuộc chiến đúng nghĩa với những vũ khí súng bong hoặc lao móc, thậm chí là ngư lôi. Các tàu quân sự hoặc lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ được triển khai để truy quét các tuyến đường đi di chuyển phổ biến của cá mập. Và bất kỳ Megalodon nào dám đến gần một con tàu sẽ bị bắn tan xác khỏi mặt nước ngay lập tức. Con người sẽ tìm mọi cách giết cá mập này với thành kiến cực đoan, giống như cách chúng ta giết bất kỳ loài nào dám can thiệp vào lợi nhuận kinh tế của mình. Số lượng tàu đánh bắt khổng lồ cũng sẽ là mối đe dọa lớn đến sự sinh tồn của Megalodon, tương tự như đối với cá voi bây giờ, chưa kể đến các hoạt động săn bắt chiến lợi phẩm cho nhiều mục đích kinh tế khác. Nhiều người cho rằng con người hoàn toàn có thể khiến Megalodon tuyệt chủng thêm lần nữa. Bạn nghĩ thế nào về quan điểm này? Vậy nếu T-Rex còn sống thì sẽ ra sao nhỉ? Con người chúng ta có thể thuần hóa và làm chủ trái đất này hay không? Trong một video trên trang What If, họ cho rằng kể cả nếu T-Rex còn sống đến ngày nay thì rất có thể chúng sẽ lại rơi vào sách đỏ. Chúng sẽ không thể thắng nổi tình trạng ô nhiễm môi trường và thiếu lương thực do con người gây ra. Do đó, quần thể T-Rex sẽ còn nhỏ hơn rất nhiều và thậm chí có khả năng sẽ tiến hóa để có kích thước nhỏ hơn nữa. Nơi ở tốt nhất cho T-Rex hiện nay là trong những khu vực bảo tồn hay rừng bán hoang dã, vì để chúng đi lang thang tự do sẽ có hại cho cả T-Rex và con người. Trong môi trường hoang dã đó, T-Rex sẽ phải đề phòng những thợ săn tìm kiếm cảm giác kích thích hồi hộp hay những kẻ muốn khoe khoang thành tích hạ gục một con thú nặng 7 tấn. Dù vậy, nếu chẳng may để một con T-Rex đói khát, chúng ta cũng sẽ phải đối diện với việc chúng có thể trở nên hung hãn và phá nát rào chắn, tự tìm đường tìm thức ăn. Lúc này, tính mạng con người có thể sẽ rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, vì không dễ để khống chế được T-Rex trong thời gian ngắn. Và nếu bạn không hình dung ra nổi tổn thất mà một con T-Rex có thể gây ra cỡ nào, hãy tưởng tượng một chiếc xe buýt theo phương thẳng đứng, có hai chân và hàm răng sắc nhọn với lực cắn tối đa 58.000 Newton. Giám đốc cấp cao về cổ sinh vật học có xương sống tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia của Viện Smithsonian ở Washington DC đã phát biểu trong một bài phỏng vấn. T-Rex sẽ ăn sạch sẽ toàn bộ con mồi. Chúng tôi đã thu thập từ phần hóa thạch của T-Rex, chúng bao gồm cả thịt và xương đã bị nghiền nát của con mồi. Tuy nhiên, không phải lúc nào T-Rex cũng ra ngoài săn lùng con người. Bằng chứng khoa học cho thấy, T-Rex có thể giống động vật ăn xác thối hơn là động vật săn mồi. Nhà cổ sinh vật học John Horner, hiện đang giảng dạy tại Đại học Chapman, cho rằng T-Rex chỉ là loài ăn xác thối mà thôi. Ông phỏng đoán rằng thùy khứu giác khổng lồ của T-Rex có khả năng đã giúp nó ngửi thấy mùi xác chết từ xa, nhưng điều này cũng sẽ giúp T-Rex đánh hơi đến các trang trại nông thôn hoặc các nhà máy sản xuất thịt nếu chúng sống ở thời hiện đại. Cho dù là loài mạnh nhất thì T-Rex cũng có điểm yếu: chúng không có khả năng chạy quá nhanh. Vì vậy, nếu con người phải đối đầu với chúng, ta có thể chạy trốn chúng vào các khu rừng rậm rạp, nơi khủng long rất khó di chuyển và cơ hội sống sót của chúng ta sẽ cao hơn. Nếu có thể đánh lạc hướng và khiến T-Rex ngã xuống, chúng sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể gượng dậy, vì cấu tạo cơ thể bất thường
với hai chi trước nhỏ rất bất tiện. Tóm lại, nếu khủng long T-Rex vẫn còn sống, viễn cảnh lý tưởng nhất vẫn là nuôi nhốt chúng trong các khu bảo tồn hoang dã. Trong một bài phát biểu với TED Talk, nhà cổ sinh vật học Jack Horner đã hỏi đùa rằng liệu việc hồi sinh T-Rex có đơn giản như trên màn ảnh hay không. Nếu bạn muốn tạo ra một con khủng long, bạn hãy ra ngoài và tìm một mảnh vi nhựa cây hóa thạch có chứa côn trùng hút máu bên trong. Tiếp theo bạn khoan vào đó để lấy ra mẫu ADN rồi về phòng thí nghiệm và bùm, bạn có cho mình một con khủng long. Đối với con vật khổng lồ đã tuyệt chủng từ hàng ngàn năm trước, việc thu thập chứng tích của nó đã khó như mò kim đáy bể rồi. Vì vậy, ý tưởng hồi sinh T-Rex trở về thế giới hiện đại được xem là điên rồ và bất khả thi. Tuy nhiên, vào năm 2020, tờ World News Daily Report đã đăng tải hình ảnh phôi thai khủng long có màu xanh lam. Họ tuyên bố rằng các nhà nghiên cứu tại Đại học bang North Carolina đã có thể tạo ra phôi khủng long sống đầu tiên sau hàng triệu năm. Mẫu DNA cũ từ các tế bào mô mềm được tìm thấy trong các hóa thạch T-Rex đang mang thai, sau đó đưa nó vào tế bào da của gà. Tuy nhiên, thông tin này mau chóng được đính chính. Phát ngôn từ Đại học North Carolina cho biết DNA có thời hạn tồn tại khá ngắn, cụ thể là không quá 6 triệu năm. Điều đó đã loại trừ khả năng chúng ta sẽ có được DNA từ những loài khủng long xuất hiện lần cuối trên trái đất cách đây hơn 65 triệu năm. Vậy còn Megalodon thì sao? Có khả năng nào chúng vẫn đang bơi lội ở rãnh Mariana sâu thẳm mà không một ai biết tới? Jack Cooper, nhà cổ sinh vật học với chuyên môn nhiều năm nghiên cứu loài cá mập cho biết mực nước sâu như rãnh Mariana là môi trường sống hoàn toàn không phù hợp cho những loài săn mồi đỉnh cao như Megalodon. Ngoài ra, họ luôn tìm thấy cá mập ở đại dương sâu và không loài nào có kích thước tương tự hoặc thậm chí là gần bằng con Megalodon. Không chỉ vậy, Megalodon có thể tiêu thụ một con mồi khá lớn nên những động vật nhỏ ở rãnh Mariana không thể nuôi sống Megalodon được. Rãnh Mariana với những sinh vật đại dương cực nhỏ thậm chí còn không nuôi nổi một con Megalodon, chứ đừng nói đến cả một quần thể bí mật. Giáo sư Kensu Shimada, một nhà cổ sinh vật học tại Đại học DePaul ở Chicago, cũng đồng tình với Cooper. Ông nói rằng lời đồn đại về những cá mập khổng lồ Megalodon này vẫn sống ở đâu đó, chưa bao giờ được chứng minh. Chúng là loài vật thuộc những vùng nước ấm, trong khi nhiệt độ nước ở rãnh Mariana lại lạnh buốt xương, thường ở mức âm độ. Ngoài ra, không tìm thấy vết cắn của nó trên bất kỳ con vật nào khác ở rãnh Mariana. Ngay cả một bộ xương hay xác chết của Megalodon cũng chưa bao giờ được tìm thấy. Cuối cùng là không có đủ nguồn thức ăn cho Megalodon nếu nó vẫn còn sống, vì loài này từng đứng đầu chuỗi thức ăn. Bây giờ thì bạn có thể yên tâm là những loài vật này đã thật sự biến mất rồi. Ngay cả khi chúng chưa biến mất, tình trạng ô nhiễm môi trường đang ngày một tệ đi của chúng ta cũng sẽ giúp giải quyết vấn đề này nhanh thôi. Cả T-Rex và Megalodon đều đã thật sự biến mất khỏi trái đất và chỉ còn tồn tại trên phim ảnh. Và podcast giải mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần sau.